là cái ngôi nhà của bạn ấy, nếu mà không hóa giải thì sẽ còn xấu hơn cả bây giờ, vận khí sẽ còn xấu hơn cả bây giờ. Nên là bạn cần phải sơ đồ nhà của bạn ấy thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phòng ngủ của bạn ấy, và bếp, và có nghĩa là bếp của bạn ấy đang nằm ở dưới phòng ngủ. Các bạn có thể nhìn thấy không? Đây là bếp này, bếp của bạn ấy. Đây là phòng ngủ này, master bedroom này, ở đây là kitchen này. Đó. Đây là một cái thế phạm mà sẽ dẫn tới cái sự nóng nảy là đúng rồi. Bạn nói là bạn ấy rất hay bị nóng nảy, thì bếp mà ở dưới phòng ngủ thì là người ta gọi là thế là hỏa thiêu chủ, gọi là thế hỏa thiêu chủ. Nhưng mà hỏa thiêu chủ này với một vài trường hợp không phải là xấu, nhưng trường hợp của nhà bạn ấy lại là xấu. Tại vì sao? Tôi lại cho các bạn xem tiếp cái sơ đồ mà tôi an cung lên này. Vừa rồi là tôi sẽ cho các bạn xem tiếp, và vừa rồi tôi mới đưa cái tinh bàn của vận 9. Vừa rồi tôi đưa tinh bàn của vận 9, còn đây là tinh bàn của vận 8. Vừa nãy tôi nói nhầm là vận 8, thực ra nó là vận 9. Cái tinh bàn của vận 8 đây. Thì các bạn có thể thấy này, ở trong phong thủy ấy, có một cái cung rất là đặc biệt, nó gọi là cung càn. Cái cung càn này có một vài những cái đại kỵ như sau. Đầu tiên là không được để nhà vệ sinh, thứ hai không được để bể phốt, thứ ba là không nên để nhà kho. Và cuối cùng một cái đại kỵ mà bạn này mắc phải ấy, là nhà bếp thì lại ở cung càn. Các bạn thấy không? Cung càn nghe cung Tây Bắc. Ở phía Tây Bắc của nhà bạn này là bếp của nhà bạn ấy để vào cung Tây Bắc. Thì tôi sẽ vẽ đây cho các bạn nhìn. Đối với một vài những cái thiết kế, trong hầu hết các trường hợp thì chỉ cần tránh cái cung càn ở vị trí của cung địa bàn này thôi, của Hai Tư Sơn. Chỉ cần tránh cái thiết kế, tránh cái sơn càn thôi. Nhưng với cái địa thế của nhà thì cung càn này lại đang nằm ở trong cái phòng ngủ, mà cái bản chất của bạn gia chủ ấy, bạn gia chủ thì bạn ấy sinh năm 87 mà bạn ấy là nữ, nên là bạn ấy là cái ngôi sao là bạn ấy là cung thổ. Thổ thì lại rất cần cái khí hỏa. Bạn ấy là bát bạch thổ chứ. Bạn ấy là bát bạch thổ thì bạn ấy rất là cần khí hỏa. Chúng ta nhìn tiếp tới các thiết kế thì cái thế này nó là thế phạm nhất. Và nếu như cái thế phạm này mà có hướng cửa tốt thì sẽ hóa giải được. Nhưng mà nhà bạn ấy thì cả trung cung có 3 cái vị trí quan trọng nhất là môn chủ táo thờ, đúng, và trung cung 4 vị trí quan trọng nhất là môn chủ táo thờ và trung cung, đúng không? Môn chủ táo thờ và trung cung là 5 cái vị trí mà chúng ta cần phải chú ý trong phong thủy. Thì cái nhà bạn ấy cả 5 cái vị trí này đều xấu. Vậy nên là chúng ta không thể dùng cái yếu tố này để mà hóa giải cho yếu tố kia được. Vậy thì sẽ phải làm như thế nào để hóa giải đây? Đầu tiên là cái khu vực bếp thì chắc chắn phải rời. Nếu mà bếp không rời thì sẽ khó cứu được. Cửa thì rời nó dễ hơn. Cửa thì nhà bạn đang để ở cái khu vực này thì thực ra là bên Mỹ thì hay là đi vào gara xong rồi đi thẳng vào trong nhà. Thì cái thực ra cái cửa này thì tôi cũng nghĩ rằng bạn ấy cũng ít đi. Bạn có lẽ là cũng ít đi cái cửa này, hoặc nếu mà có mở thì mình sẽ mở một cái vị trí mới mà tôi sẽ định vị lại. Thứ hai nữa là cái trung cung. Cái khu vực trung cung này chúng ta sẽ dùng cái trận địa để mà định khí. Thì cái trận địa định khí này nó sẽ hóa giải được cả hai cái ngôi sao xấu. Và cả đây là cái mà tôi sâu từ nãy giờ không sâu màn hình. Cái mà tôi chỉ ra ở trên màn hình này, các bạn nhìn đây là cái tinh bàn của vận 9, có nghĩa là năm 2024 trở đi là cái ngôi nhà của bạn ấy, nếu mà không hóa giải thì sẽ còn xấu hơn cả bây giờ. Vận khí sẽ còn xấu hơn cả bây giờ, nên là bạn cần phải chú ý.